quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh truyền hình HTV1, làn sóng FM 99.9MHz và đồng bào tham dự buổi mở số thân mến. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019, buổi mở số của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh đang được diễn ra tại số 77 đường Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, dành cho loại vé mang ký hiệu 7B7. Kính thưa quý vị, trước khi đến với buổi mở số, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho những khách hàng đã may mắn trúng giải đặc biệt, đã lãnh thưởng của các kỳ mở số gần đây nhất mà công ty Sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật vào đầu giờ chiều nay. Đầu tiên xin được chúc mừng cho quý khách hàng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt của kỳ mở số đầu tiên của tháng 7, ngày 1 tháng 7. Tổng số vé trúng để trả thưởng cho kỳ mở số này là 91.843 vé và tổng số tiền công ty đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 24.835.100.000 đồng. Và tiếp theo là kỳ mở số vào ngày 6 tháng 7. Giải đặc biệt đã được trao cho quý khách hàng thuộc huyện Đồng Phú và khách hàng thuộc thành phố Đồng Xoài cùng thuộc tỉnh Bình Phước. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 38.208 vé và tổng số tiền công ty đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 28.836.300.000 đồng. Và gần đây nhất là kỳ mở số vào thứ Hai đầu tuần, ngày 8 tháng 7. Xin chúc mừng quý khách hàng thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và khách hàng thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã cùng trúng giải đặc biệt. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ mở số này là 10.106 vé và tổng số tiền công ty đã trả thưởng cho kỳ mở số vào thứ Hai đầu tuần này là 17.500.000 đồng. Còn bây giờ, Thu Hiền xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi mở số được tường thuật trực tiếp bởi hai phát thanh viên Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là Hoàng Lan và Minh Trung. Hoàng Lan và Minh Trung thân mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2019. Buổi mở số ngày hôm nay của công ty Sổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh được mở cho kỳ phát hành các loại vé số kiến thiết mang ký hiệu là 7B7. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần hội đồng giám sát của buổi quay số mở thưởng này gồm có những ông bà sau đây. Trước hết là đại diện hội đồng giám sát sổ số kiến thiết gồm có ông Lý Ngọc Thạch, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Vũ, đại diện Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Quốc Chiến, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết thành phố. Còn về đại diện công ty sổ số kiến thiết thành phố có ông Lâm Ngọc Bửu, phó tổng giám đốc, và đại diện về mặt kỹ thuật mở số có ông Trương Minh Trí, Phó phòng hành chính quản trị. Còn về thiết bị quay số gồm có 6 máy quay số, mỗi máy quay có một lồng cầu chứa 10 quả banh, mang số thứ tự từ 0 đến 9 theo màu quy định, mỗi màu tượng trưng cho một số. Và từng quả banh đã được hội đồng giám sát sổ số kiến thiết kiểm tra, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định để vào lồng cầu và niêm phong. Bây giờ, trước khi bắt đầu cuộc mở số, chúng tôi xin kính mời các ông bà trong hội đồng giám sát sổ số kiến thiết lên kiểm tra niêm phong lồng cầu và vận hành thử máy. Việc kiểm tra đã xong, bây giờ bắt đầu buổi mở số. Trước hết là mở giải 8 trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở hai lồng cầu, thuộc hàng đơn vị hàng chục và cho quay một lần. Ba, năm. Kết quả giải 8 trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 5, tức 35.
Tiếp theo là mở giải 7 trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 3 lồng cầu, thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm và cho quay một lần. Sáu, chín, sáu. Kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 6, 9, 6, tức 696. Tiếp theo là mở giải 6 trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu, thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Hai, bốn, năm, hai. Kết quả lần quay thứ nhất trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 4, 5, 2, tức 2.452. Đây là lần quay thứ hai của giải 6. Tám, ba, bốn, bốn. Kết quả lần quay thứ hai trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 3, 4, 4, tức 8.344. Đây là lần quay thứ ba của giải 6. Năm, tám, bảy, năm. Kết quả lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 6 trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 8, 7, 5, tức 5.875. Tiếp theo là mở giải 5 trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu, thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay một lần. Chín, năm, hai, chín. Kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9, 5, 2, 9, tức 9.529. Tiếp theo là mở giải 4 trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu, thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Hai, hai, tám, không, bảy. Kết quả lần quay thứ nhất trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 2, 8, 0, 7, tức 22.807. Đây là lần quay thứ hai của giải 4.
9, 6, 9, 4, 3. Kết quả lần quay thứ 2 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9, 6, 9, 4, 3, tức 96.943. Đây là lần quay thứ 3 của giải tư. Bốn, hai, bảy, bốn, hai. Kết quả lần quay thứ 3, trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 4, 2, 7, 4, 2, tức 42.742. Đây là lần quay thứ 4 của giải 4. Chín, hai, ba, chín, hai. Kết quả lần quay thứ 4 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9, 2, 3, 9, 2, tức 92.392. Đây là lần quay thứ 5 của giải 4. Bảy, bốn, 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 tám. Kết quả lần quay thứ 5 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 4, 4, 4, 8, tức 74.448. Đây là lần quay thứ 6 của giải 4. Bảy, một, hai, năm, chín. Kết quả lần quay thứ 6 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 7, 1, 2, 5, 9, tức 71.259. Đây là lần quay thứ 7 của giải 4. Không, tám, bốn, chín, năm. Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 4 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 8, 4, 9, 5, tức 0.008.495. Tiếp theo là mở giải 3 trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Bốn, bảy, bốn, bảy, một. Kết quả lần quay thứ nhất trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 4,
7471, tức 47.471. Đây là lần quay thứ hai của giải ba. Tám, không, ba, bảy, tám. Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải ba trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 0, 3, 7, 8, tức 80.378. Và tiếp theo là mở giải nhì trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay một lần. Năm, sáu, bảy, bốn, năm. Kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 6, 7, 4, 5, tức 56.745. Và tiếp theo là mở giải nhất trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay một lần. Hai, ba, 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 một. Kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2, 3, 3, 3, 1, tức 23.331. Và sau cùng là mở giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 6 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và cho quay một lần. Bảy, bảy, sáu, bảy, không, hai. Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Các vé mang số 7, 7, 6, 7, 0, 2, tức 776.702. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhắc lại các số đã mở. Kết quả của giải 8 trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 35. Kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 696. Kết quả giải 6 trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2.452, 8.344 và 5.875. Kết quả của giải 5 trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9.529. Kết quả giải 4 trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 22.807, 96.943, 42.742, 92.392, 74.448,
71.259 và 0.8495. Kết quả của giải 3 trúng 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 47.471 và 80.378. Kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 56.745. Kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 23.331 và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, các vé mang số là 776.702. Cảm ơn buổi tổng kết của Minh Trung và Thu Huyền xin được chúc mừng những quý vị đã may mắn trúng thưởng trong buổi mở số chiều nay. Kính thưa quý vị, con số 2.198.582.800.000 đồng là tổng số tiền mà công ty xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh đã dùng để trả thưởng cho các giải các kỳ từ đầu năm 2019 cho đến nay. Và như quý vị đã biết là với chương trình hoạt động tích nước lợi nhà, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh được dùng để đầu tư xây dựng các công trình về phúc lợi xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Và sau đây, Thu Huyền sẽ giới thiệu đến quý vị một số công trình tiêu biểu được đầu tư nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau: xây dựng trường Trung học phổ thông Cát Lái, quận 2 với số tiền đầu tư là 34.260.000.000 đồng. Xây dựng trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp huyện Hóc Môn với số tiền đầu tư là 40.109.000.000 đồng. Xây dựng trường mầm non Tân Phong, quận 7 với số tiền đầu tư là 59.446.000.000 đồng. Xây dựng mở rộng bệnh viện tai mũi họng thuộc thành phố Hồ Chí Minh với số tiền đầu tư là 74.307.000.000 đồng. Và còn rất nhiều những công trình mang đầy ý nghĩa thiết thực khác mà Thu Huyền sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị ở những số tiếp theo. Kính thưa quý vị, buổi truyền thanh truyền hình trực tiếp xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh đang được diễn ra tại số 77 đường Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5. Đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào buổi mở số tiếp theo vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2019.